không ai hết vậy? Đêm nay để cho em ngủ phòng của anh, em mới yên tâm. Dù sao thì chúng ta cũng phải ngủ chung. Chạy đi. Đại ca, đừng giết tôi sẽ nói hết cho. Bây giờ cô Diệu và Cao Tấn ở trong phòng đang ô yếm, chỉ cần đi thêm 2.000 tiếp nữa thì qua phòng số 3 rất dễ dàng. Còn ông già bé thì ở bên góc, ở trong tủ lạnh có một vịt quay. Nếu mà ông muốn làm nóng thì tôi sẽ hâm nóng lại cho ông nha. Còn anh Long thì đang tắm trong phòng tắm, ông ta thật sự dở dái, từng hề tắm lâu lắm. Anh cần phải cẩn thận nha, nếu không sẽ bị ở trường té đó. Nói dùm tiếng đi mà. Thằng Bảo, thả nó ra. Ở đây không phải Việt Nam. Tổ hồ, đừng có ra đây nha. Cao Tấn thằng Long, tụi bay có ngon thì hãy mau vô cứu đi. Tao đếm 3 tiếng, nếu có người không ra đây, tao thả nó xuống liền. Cứu không? Cứu. 1 2. Khoan đã. Anh Tuấn hả? Cô Diệu! Oh.